Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới, bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây sẽ là những tin chính. Kính thưa quý vị, vào lúc 1 giờ 30 phút ngày hôm qua, một thảm họa dòng chảy mảnh vụn lớn đã xảy ra ở các thung lũng sông khác nhau ở Đông Duê, ủy ban làng Litodi, thị trấn Pladi, Gông Sandulong và Nu Autonomous County, Nujang Lisu Autonomous Prefecture, tỉnh Vân Nam. Theo xác minh mới nhất, thảm họa dòng chảy mảnh vỡ xảy ra vào khoảng 1 giờ 35 phút sáng ngày hôm qua. Tính đến 6 giờ sáng hôm qua, theo thông tin do tổ công tác tại chỗ chuyển về, trạm thủy điện Lan Si đang được xây dựng trên sông Minggu. Tại các cửa đập số 2, 3 và 4 đều có công nhân làm việc. Trong đó có 22 công nhân ở cửa đập số 3, có hơn 40 công nhân thi công đập số 2 và số 4. Do đường xa nên thường phải đi bộ 4 đến 5 tiếng, hơn nữa rất khó đi qua do sạt lở đất nên vẫn chưa rõ thương vong và thiệt hại cụ thể. Vào lúc 22 giờ đêm ngày hôm qua, thảm họa dòng chảy núi và mảnh vỡ đã khiến nhóm công nhân ở Dangyegu của làng Litodi, thị trấn Pladi và dân làng ở hai bên sông Dangyegu và các làng lân cận và mỏ sắt Ujin bị ảnh hưởng. Tính đến 8 giờ 30 phút ngày hôm nay, thảm họa đã khiến nhà cửa của dân làng hai bên sông Dangyegu và các làng lân cận cũng như xưởng của nhà máy chế biến mỏ sắt Dangyegu thuộc công ty Ujin bị cuốn trôi. Có ít nhất 275 người thiệt mạng, trong đó có 2 người bị thương nặng, chết trên đường đến bệnh viện và 90 người mất tích. 63 người đã được cứu và hơn 30 người bị thương nhẹ. Những người bị thương nặng đã được chuyển đến bệnh viện Figong County để điều trị và những người bị thương nhẹ đã được chuyển đến Pradi Township Health Center để điều trị. Tính đến 21 giờ ngày hôm qua, đã có 6 người chết, 86 người mất tích, 9 người bị thương nặng và 30 người bị thương nhẹ. 3.282 người đã được di rời khẩn cấp và tái định cư. Có 387 người trong 102 hộ dân bị sập nhà. Có khoảng 2.350 mét nền đường bị cuốn trôi. Khu vực nhà máy của nhà máy chế biến quặng sắt Đông Yeogu của công ty Ujin bị cuốn trôi và một cây cầu vòm bằng đá bị cuốn trôi. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, 3 thi thể nạn nhân mới được tìm kiếm. Cứu nạn trong ngày hôm nay, trong đó một thi thể được khai quật cứu nạn tại vị trí dòng chảy Xà Bần, 2 thi thể được cứu từ vùng hạ lưu sông Nu, số người chết tăng lên 32 người và 60 người mất tích. Và công tác cứu hộ bước sang ngày thứ 6 và trọng tâm của công việc đã chuyển sang các vấn đề tiếp theo như trấn an, sửa chữa đường khẩn cấp và loại bỏ rủi ro. Công tác an ninh cũng đang được thực hiện hiệu quả. Tính đến ngày hôm nay, tổng số 629 người nhà nạn nhân đã được tiếp nhận, 473 người đã trở về, 156 người nhà nạn nhân còn ở lại nơi xảy ra thảm họa và đã được tái định cư đúng cách. 82 nạn nhân đã được cấp quỹ an ủi. Đối với công việc phân phát, tổng cộng 820.000 nhân dân tệ tiền an ủi đã được phân phát, 10.000 nhân dân tệ cho mỗi người đã chết, 10 thành viên gia đình còn lại không thể xác minh và xác nhận. Hôm nay, Phó trưởng huyện Gông San, tỉnh Vân Nam kiêm Giám đốc Sở Công an đã công bố tiến độ tìm kiếm và cứu nạn mới nhất cho các phóng viên Tân Hoa xã tại địa điểm xảy ra thảm họa dòng chảy. Tính đến 18 giờ ngày hôm nay, 5 thi thể nạn nhân mới được tìm kiếm và cứu hộ trong ngày, trong đó 4 người tại vị trí dòng chảy mảnh vỡ và 1 người được trục vớt dòng sông Nữ Giang. Số người chết tăng lên 37 người và 55 người mất tích. Ông Hu Sirong cho biết, bước tiếp theo sẽ tiếp tục tìm kiếm cứu nạn tại các khu vực trọng điểm và các bộ phận trọng yếu của khu vực xảy ra thảm họa, đồng thời tăng cường nỗ lực tìm kiếm dọc sông. Các cơ quan công an cũng sẽ nỗ lực hết sức để xác định và bảo vệ hài cốt của nạn nhân và hỗ trợ thân nhân xác định danh tính nạn nhân. Phù sa từ các mảnh vỡ chảy tràn đến trung tâm sông Nữ Giang, khiến mực nước sông Nữ Giang từ nơi xảy ra thảm họa đến huyện Công Sơn dâng cao 6 mét, nhưng nó không gây ra hồ đập. Đường cao tốc Gwangwon đoạn Gông San bị gián đoạn và liên lạc trong thị trấn của quận bị gián đoạn. Thông tin liên lạc được nối lại vào khoảng 16 giờ. Hơn 1.100 người tham gia công tác tìm kiếm và cứu hộ và hơn 1.000 cư dân gần khu vực xảy ra thảm họa và dọc theo sông Nu Yang đã được chuyển khẩn cấp. Thiệt hại kinh tế trực tiếp do thiên tai gây ra là 140 triệu nhân dân tệ. Sau thảm họa, ông Duẩn Nhạc Thanh, bí thư tỉnh ủy Nữ Giang đã yêu cầu nhanh chóng điều tra tình hình thảm họa và tìm kiếm cứu nạn những người mất tích. Lãnh đạo liên quan và các tổ công tác của nhà nước, quận và thị xã đang triển khai công tác cứu hộ. Tuy nhiên do vị trí xảy ra sự cố xa quận lỵ nên giao thông đi lại rất bất tiện. Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Trong một báo cáo khác,
Liu Ping, Phó tỉnh Vân Nam đã lãnh đạo các bộ phận liên quan thành lập một tổ công tác và đang chuẩn bị gấp rút tới hiện trường. Sau chuyến hành trình dài hơn 8 tiếng đồng hồ, ông Liu Ping đã đến kiểm tra máy xúc và khoảng 20 giờ 30 phút đêm hôm đó, Phó tỉnh trưởng Liu Ping dẫn đầu đoàn công tác cứu hộ và cứu trợ thảm họa của chính quyền tỉnh đến nơi xảy ra thảm họa và thăm hỏi người dân bị ảnh hưởng bởi các thảm họa dòng chảy. Cán bộ và bộ đội, cán bộ địa phương và quần chúng nhân dân đến chia buồn. Sau khi đến hiện trường, Liu Ping đầu tiên kiểm tra thiệt hại trong khu vực thảm họa và lấy một máy xúc để kiểm tra độ sâu của chôn cất. Hao Xinhua, tỉnh trưởng tỉnh Nuyang đi cùng anh ta và giới thiệu Liu Ping. Hao Xinhua cho biết do sự cố bất ngờ, 300.000 m2 đất đã đổ xuống, gần như nhấn chìm nhóm dân làng Yegu và nhà máy luyện và luyện quặng sắt Đông Gheyu. Tổ dân phố và nhà máy sản xuất quặng sắt đã bị ngập hoàn toàn trong đất, chỉ còn trơ trọi vài ngôi nhà chỏng trơ trên sườn núi và người dân ở những nơi sạt lở dưới chân núi chưa kịp di dời đến khu vực an toàn. Để đối phó với thảm họa ở Gongshan, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã nâng cấp ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa 4 cấp quốc gia lên cấp độ thứ 3 vào lúc 10 giờ 50 phút ngày hôm qua. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Sun Shaocheng dẫn đầu 5 nhóm công tác của Ủy ban giảm nhẹ thiên tai và quốc gia đã khẩn trương đến vùng thiên tai ở Vân Nam để hỗ trợ hướng dẫn cứu hộ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Được biết, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Vân Nam và Bộ Nội vụ đã phát động phản ứng cấp 2 vào lúc 10 giờ ngày hôm qua và nhanh chóng gửi 100 lều cứu trợ, 200 mền, 200 áo khoác và 200 bộ quần áo đến khu vực bị thiên tai ở Brady Township. Văn phòng dân sự của tỉnh tự trị Nuyang Lisu đã khẩn cấp cấp phát 100 lều cho khu vực thiên tai. Quận Gongshan đã kịp thời thành lập một nhóm dẫn đầu cho công tác cứu hộ và cứu nạn trong thảm họa dòng chảy mảnh vỡ cực lớn này, bao gồm 4 nhóm công tác tìm kiếm và cứu nạn, hỗ trợ thông tin liên lạc, tiện nghi và hội nhập, bao gồm các vấn đề dân sự, đất. Đội công tác khẩn trương đến hiện trường lúc 3 giờ sáng ngày hôm qua sơ tán và tái định cư cho hơn 200 dân làng ở các làng xung quanh, đồng thời tiến hành công tác cứu hộ. Nhiều công việc cứu hộ và cứu nạn đang được tiến hành. Dòng chảy mảnh vụn không liên quan gì đến nhà máy quặng sắt khi một người nào đó trên mạng nói rằng liệu dòng chảy mảnh vụn có liên quan đến nhà máy quặng sắt hay không. Li Kujian, giám đốc quận Gongshan nói rằng nhà máy quặng sắt cách đó 2 km xa nơi xảy ra tai nạn và không có quặng tích tụ. Sau khi có kết quả điều tra của sở, xác định dòng chảy đá vụn là do sạt lở, do mưa liên tục chứ không liên quan gì đến nhà máy quặng sắt. Theo dự báo của Đài quan sát khí tượng tỉnh Vân Nam, thị trấn Plady Gongshan Dulong và Nu Autonomous County Vân Nam, nơi một dòng chảy mảnh vụn khổng lồ xảy ra vào 2 ngày trước đó, sẽ vẫn bị chi phối bởi mưa vừa đến mưa to trong 3 ngày tới. Đài quan sát khí tượng tỉnh Vân Nam dự báo thời tiết thị trấn Plady nhiều mây, có mưa vừa, lượng mưa mạnh hơn, có thể mưa to, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ C. Thời tiết mưa nhiều sẽ khiến công tác cứu hộ khó khăn hơn. Được biết, Cục Khí tượng tỉnh Nữ Giang đã đưa ra một kế hoạch khẩn cấp cho các thảm họa khí tượng lớn và Cục Khí tượng tỉnh Vân Nam cũng đã cử các chuyên gia đến khu vực thiên tai để cung cấp các dịch vụ và hướng dẫn khí tượng. Rạng sáng ngày hôm qua, một thảm họa lở đất đã xảy ra tại thị trấn Plady, huyện Gongshan, tỉnh Nuyang, khiến 6-7 người mất tích, nhiều cầu đường bị cuốn trôi, giao thông và thông tin liên lạc đều bị gián đoạn. Thị trấn Plady nằm ở phía tây bắc của tỉnh Nữ Giang, phía nam của quận Công Sơn, cách quận 20 km, núi và cao nguyên ở thị trấn dốc và ít vùng đệm. 60% nông dân sống trên sườn núi, quản lý 6 ủy ban làng, làng Kida, làng Litodi, làng Migu, làng Bujua, làng Hebo, làng La Giao, 56 tổ dân phố, 1.914 hộ gia đình với tổng dân số là 6.572 người. Trong đó, số lao động nông thôn là 3.060 người và dân số trong độ tuổi lao động là 2.935 người. Thông tin do Sở Tài nguyên và Đất đai tỉnh Vân Nam báo cáo cho thấy, trung và hạ lưu sông Nữ Giang là khu vực trọng điểm phòng chống thảm họa địa chất ở tỉnh Vân Nam. Khi mùa mưa đến, lượng mưa tập trung sẽ khiến đất trên các sườn dốc nhanh chóng bị bão hòa nước và độ ổn định của các sườn dốc sẽ giảm nhanh chóng dẫn đến sạt lở đất, phạm vi dòng chảy mảnh vụn được mở rộng, số lượng tăng lên. Bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt năm nay, kể từ tháng 6, tỉnh Vân Nam đã bước vào thời kỳ có nhiều thảm họa địa chất. Tổng cộng có 423 thảm họa địa chất như sạt lở đất, sụp đổ và dòng chảy đá vụn đã xảy ra trên địa bàn tỉnh, tăng 30% so với những năm trước, dẫn đến tổng số 19 người chết, 16 người mất tích, 26 người bị thương và thiệt hại trực tiếp về kinh tế là hơn 49 triệu nhân dân tệ.
thảm họa dòng chảy đá vụn đột ngột và cực lớn ở Châu Tuyền, Cam Túc và dòng chảy đá vụn đột ngột ở Vân Nam đã gây ra những thiệt hại to lớn về tính mạng và tài sản của người. Đồng thời, gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho con người phát triển phải tôn trọng quy luật tự nhiên và tuân thủ quy luật tự nhiên. Vậy phải làm thế nào để ngăn chặn những trận lở bùn này và chúng ta có thể làm gì khi đối mặt với lở đất? Đây là câu hỏi mà rất nhiều quý khán giả đã đặt ra. Vậy để ngăn chặn những trận lở bùn này thì về ngắn hạn, để đối phó với các dòng chảy mảnh vụn thì các nhà dự báo phải đưa ra các cảnh báo sớm. He Ximing, nhà nghiên cứu tại Viện Thảm họa và Môi trường Núi Thành Đô, Bộ Tài nguyên nước, Viện Khoa học Trung Quốc cho biết, ví dụ lượng mưa đạt tới bao nhiêu mm để gửi tín hiệu cảnh báo sớm về dòng chảy mảnh vụn. Hệ thống dự báo âm thanh và cảnh báo sớm là một trong những cách quan trọng nhất để giảm thiểu thảm họa. Về lâu dài, dòng chảy mảnh vụn còn liên quan đến yếu tố con người như xây dựng quy mô lớn, phát triển các sườn đất, xây dựng các trạm thủy điện. He Ximing nói, cần tăng cường bảo vệ môi trường ở những khu vực có nguy cơ xảy ra tai biến địa chất để chống xói mòn đất, không làm thay đổi cấu trúc của núi quá mức và ảnh hưởng đến sự ổn định của khối đá. Theo số liệu do thảm họa núi cung cấp, các khu vực miền núi phía Tây Trung Quốc là một trong những khu vực có dòng chảy đá vụn phát triển nhất và nghiêm trọng nhất trên thế giới, chiếm hơn 40 quận, thành phố ở tỉnh Cam Túc. Trên lãnh thổ có 8.260 mương dẫn dòng chảy đá vụn, chỉ riêng ở Long Nam đã có 6.260 mương dẫn dòng chảy đá vụn. Trong số 179 quận ở tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh thì có hơn 130 mương dẫn dòng chảy đá vụn, 49 thành phố, quận trong khu tự trị Tây Tạng có 307 mương dẫn dòng chảy đá vụn và 3.054 mương dẫn dòng chảy đá vụn đã được xác định. Hầu hết mọi quận thành phố ở tỉnh Vân Nam đều có hệ thống mương dẫn dòng chảy đá vụn và 2.379 mương dẫn dòng chảy rác thải đã được xác định. Theo Jang Chun-san, nhà nghiên cứu tại Viện Cơ học Địa chất thuộc Học viện Khoa học Địa chất Trung Quốc, có 567 đơn vị hành chính cấp quận trong cả nước có nguy cơ cao về sụp đổ, sạt lở đất và dòng chảy mảnh vụn, đặc biệt là Thiểm Tây, Cam Túc, Tây Tạng. Trong số đó, 46 quận ở Cam Túc được xếp vào danh sách các khu vực có nguy cơ cao hoặc rất cao, ít hơn Vân Nam là 76 và ít hơn Tứ Xuyên là 69. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông ở phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.